Rồi ok hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé. Và hôm qua thì mình có một cái buổi livestream khá là thú vị mà mình cũng quen được một số bạn mới ha. Thì nhanh trí mời mấy bạn vào trong Discord chơi giao lưu nên anh em cũng nên vào trong Discord giao lưu với lại là trao đổi những lối bill này nọ các kiểu thì mình cũng tranh thủ thó được cái nick của bạn tên trong game là tổ xích nha bạn này thì mỗi uh, nền tảng thì bạn có một tên khác nhau như vô Discord thì tên là lâu room còn bên ngoài thì tên là phát cho anh em thì bạn ấy có một lối build xạ thủ rừng rậm nó tương tự như mùa trước nhưng mà nó sẽ có những cái cải tiến cũng như là uh, như mình đã nói á, thì build y chang chỉ thêm chip thôi thì anh em có thể tận dụng lối build này rất là mạnh ở đây thì anh em thấy là bạn ấy có một cái chip tên là dốc sức đột tiến thì đây là một cái duyên rất là mạnh ở mùa này nha anh em anh em có thể tận dụng được nha được chưa anh em tí mình sẽ giải thích sau còn lại thì Bill thì hoàn toàn giống mùa trước. Thứ nhất là vì duyên phận thì sẽ có trái tim hắc thần có cộng thêm 14, 10% các thứ và có thể là kích hoạt những cái đại hắc ám gây thương sát thương và lưu quái. Ba linh hồn quỷ hắc thần thì nó cũng tương tự như thế này anh em, nó vẫn tương tự nha, nó cũng thể hai này nó giống nhau, có thể nó hơi trùng nhưng mà thôi bạn ấy tham 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 thì chưa hết luôn. Ba hồn đại tông sư thì khi mà mình đổi vũ khí thì mình sẽ được cộng hết thương đồng bộ và giảm sát thương thì cái này cũng là một dạng buff khá tốt. Rồi ba chi sức mạnh để lấy mát sức mạnh nha anh em. Đây là phong cách là full sức mạnh để lấy máu Uh, vì cờ lá này tính ra thì nó cũng khá mỏng manh, mỏng cơm á ha mùa này thì khỏe hơn một chút nhưng mà uh, lúc nào hôm nay cũng nên build sức mạnh để tốt hơn rồi tiếp theo thì ba giáp nặng uh, giảm sát thương kháng để lùi tiếp theo ba loại độc tố để gây tiếp sát thương độc tố và cũng như bắn ra đạn ha ba vận rủi thì cái này là quan trọng nhất tại vì vận rủi nó sẽ đốt máu và trong khi mình chơi sát thương độc liên tục thì mình đốt máu bằng cái vận rủi rất là tốt ha dốc sức đột tiến thì mình sẽ sử dụng thông thường là mình sẽ có một chú nước nhưng mà nó sẽ áp dụng được một cái búp magi Đó chính là búp thương xung kích thương xung kích nó vẫn tích là nó tính là dốc sức độc tiến anh em nhé và khi mà chúng ta đủ ba bộ thì nó sẽ được sát thương bộ 60 tốc độ tấn công tốc độ diệt mà duy trì 3 giây rồi một tăng cường sức mạnh hấp thần một tấn công nữ hấp thần để lên tỷ lệ bảo kích các kiểu hấp thụ để thêm khả năng hồi máu ờ, nhưng mà cái kỹ năng này thì hiện tại nó bị thấp anh em nhé nó bị bị nép bị nép nói chung là ngày trước thì nó không có độ trẻ hút máu liên tục còn bây giờ là cứ không chúng năm giây chúng ta mới được hồi máu một lần nói chung là hấp thụ bây giờ nó bị nếp, nên là anh em chơi cẩn thận một chút rồi chắc là mình review luôn về cái bảng gọi là đỉnh cao đỉnh cao thì bạn sẽ chơi là khôi phục hp à, sát thương tăng sẽ gây, gây sát thương tấn công thường nha được chưa anh em rồi lõi giáp phản ứng cản đòn và cuối cùng lõi luôn chịu tốc độ cao sát thương tăng 30 trăm rồi bây giờ thì chắc là mình sẽ test sát thương thử cho anh em xem nha đầu tiên thì mình sẽ test theo kiểu là cơ bản cơ bản trước là mình sẽ không có tận dụng cái gì cả mình chỉ búp hai cái này thôi sau đó thì mình xoay thử nha rồi, đây mình xoay thử Rồi, ok, thì sát thương trung bình của nó sẽ khoảng 8-9m Khi mà anh em xoay không có gì hết Nhưng mà anh em phải nhớ là 9m nha em nhớ là cái con này nó có tăng cái kỹ năng gọi là độc tố Độc tố, nhớ là chúng ta phải có độc tố Đây, kỹ năng độc tố bạn có tăng nha Rồi Nếu mà mình búp đến cái này thì nó sẽ mát sát thương nè 130 mới 55 nè Thì cái này nó sẽ mát sát thương nè Đấy, nó sẽ tốt nhất cho anh em và nếu mà mình búp không trúng thì có thể là sát thương nó sẽ giảm tối đa tới lên 27m ngoài ra thì bạn có một cái duyên là đại tông sư này đại tông sư này thì mình sẽ phải tận dụng đại tông sư bằng cách là mình sẽ đổi từ bên này qua cho đó mình búp thêm một cái dạng vũ khí nè à, mình đổi mình đổi vậy cũng hơi sai mình đổi vậy là mất cái đại tông sư rồi mình sẽ đợi nó hồi lại mình đổi đợi nó hồi lại rồi à, mình búp cái thuốc lên ô oh, cái thuốc hơi đẻo nha thuốc hơi đẻo à, cái thuốc này không được ngon cho lắm thì sát thương của nó sẽ bình thường thôi mười mờ hơn chút được chưa anh em nói chung là mình sẽ dựa rất là nhiều vào cái uh, độc lên cái này là cái này là cái đọc thì nó sẽ có ba bốn cái dạng búp là búp hên xui là đi bét nó test thì nó sẽ không có đều đâu nhưng mà mình chỉ cần búp đúng đọc là được ô oh, cái này ngon này cái này ngon cái đó là mạnh đó. nhưng mà mỗi tội là mình mình, mình xử lý nó chặt quá tại vì cái đọc nó chỉ có mấy giây thôi em nhé cái đọc nó chỉ có mấy giây thôi búp lại Rồi cái này được này đó là sát thương nó sẽ lên 15 27 m oh, ok ok được cho anh em nó gần ngưỡng sức mạnh rồi bạn ấy đạt được rồi ha và hoàn toàn đang sử dụng cái lối build này và bao nhiêu đây đam gọi là nhiều rồi đấy nên em có thể đi được uh, ra các kiểu tại vì mùa trước cái bạn kia bạn ấy rô được rất là nhiều dòng sát thương độc còn bạn này thì mình chơi ri -to hoàn toàn và chơi bên server thuần túy nên là roll được như thế và với cái buff của mùa này cũng lên được 27m hoặc hơn nữa nếu trong trường hợp may mắn thì nó sẽ mạnh hơn nữa nên em cứ hiểu đơn giản là mình sẽ bị yêu trang mùa trước và thêm những con chip vào để cải thiện cái lực đam gắn chip vào và anh em thấy là bạn này chơi bên thuần túy nó là chip cũng chưa cao nên là với tầm này là ok rồi ha Rất là tốt Rồi bây giờ thì để trải nghiệm đàng hoàng thì mình sẽ đi Valkyrie luôn Ở đây thì anh em để ý là mình sẽ có rất là nhiều vũ khí Để chơi ở slot 2 gồm có bảo vệ bản thân nè Tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công nè Sát thương vật lý, sát thương thường nè Sát thương vật lý và sát thương vật lý thêm nè rồi duyên bắn tập trung tuyệt đối thì bắn tập trung tuyệt đối thì mình sẽ sử dụng nhưng mà mình không chắc là mình có thể chơi ổn không tại vì đây là một con bốt nó khó với mình á này con này nó sẽ hơi khó với mình một chút nhưng mà mình sẽ thử nha rồi đánh thử Thêm một điều nữa thì bạn ấy xài con bé cú thì ban đêm nó sẽ tốt hơn Ban đêm nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Với lại là bên cái nít này của bạn thì cũng sẽ Chưa có ba cái khi năng lượng nên khả năng tự ẹo khá là cao Mặc dù anh em để ý là cái lượng máu của mình khá là nhiều thật Nhưng mà bạn hiểu là khi mà mình ở bên cái mùa giải này những con quái vật nó đam rất là to Nên là mình cũng phải cẩn thận rất là nhiều Mới vô thì chúng ta sẽ hơi lắc lắc một chút Lúc nào cũng vậy, hôm nay mình mới mở mấy giờ này thì lúc nào nó cũng sẽ lắc lắc một chút nhưng mà anh em thấy cái khả năng liên quái của bạn như thế nào Khả năng liên quái của bạn rất là khỏe Thực sự ở trên 264 rồi Mà khả năng liên quái này có thể thấy là rất ok Rất ok luôn Tại vì đam đã to, đam độc đã to Sau đó thì còn kết hợp chung với lại một cái nữa Đó chính là khi mà mình có vần rủi nữa Thì nó có thể nói là rất là tuyệt vời ha Rất tuyệt vời Thật ra là mình cũng ấn tượng với lại cái kiểu uh, sát thương của bạn hiện tại á Lúc nào thì mình nghĩ nó sẽ kiểu đuối 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 lò lỏ thôi Nhưng mà như thế này là tốt rồi còn cái nỏ thì tí mình chê xong <laughs> tí nữa mình sẽ chê cho nên cái cái nỏ các bạn này <laughs> rồi bon nó mới đọc để lấy sát thương bất thường sau đó mình lại xoay ok đây qua ồ sát thương rất là đã nha anh em sát thương rất là đã nha rồi bây giờ quan trọng nè đây là lúc quan trọng nè rồi bây giờ trước tiên thì mình sẽ chơi con chip liệt hồn này vào Búp rút tử luôn, sau đó thì mình sẽ xoay Nhưng mà nếu mà mình làm không nhanh thì mình cút Ok, mình làm ok <laughs> Ok Nice sứ Thế là tốt rồi Nếu như mà mình cũng có thể làm được thì anh em hoàn toàn có thể làm được Ok mà wow. Nói chung là sao có gì làm khó được cái nờ được đúng không Đúng không các Đúng không bạn Tô Xích Hồi, Nó cứ gọi là phải đơn giản ừ. Nhưng em thấy khỏe quá anh em Rất là khỏe Mùa trước thì phải stack nhiều sát thương độc Mà mùa này lượng sát thương độc của bạn rất là thấp bây giờ thì mình sẽ review cho anh em luôn đây, lượng sát thương độc của bạn rất là bình thường thôi ví dụ cái vũ khí của bạn thì xém đẹp khi mà có sát thương độc sát thương đồng bộ sát thương độc tốt thêm 40 trăm ở dưới quá đỉnh luôn nhưng rất tiếc thì bạn ấy đã chơi cái trò là xóa một dòng ở trên nên mình bị chê rất là nhiều vào cái vũ khí này chứ cái vũ khí này thật ra là xém đẹp anh em ạ rất đẹp luôn á đây búp quá đẹp nhưng mà à, mất dòng thế <laughs> đáng lý là bạn hôm qua mình có làm clip giải thích rồi anh em phải bỏ cái dòng ví dụ như cấp bắn còn một đi bỏ này đi ha thì nó sẽ tốt hơn Tại vì thế thì anh em lại đi bỏ một dòng ở trên mình nó mất một lượng sát thương rất là nhiều á Đồng chí lực này thì cũng không dùng được Cái này hoàn toàn anh em có thể roll tiếp và lấy sát thương thêm Anh em có thể mạnh hơn ha Nhưng mà cây nỏ này nhìn chung thì nó vẫn là 9 trên 10 điểm Ok Ôi chê giỡn thôi ngon ha Rồi nó nó có sát thương độc tố 60 phần trăm đặc biệt ở đây nó có một cái kiểu rất là đỉnh à. xuyên xấu xuyên thấu kháng độc tố cái này làm rất là mạnh nha nè rồi nhà thảo dược cộng một sát thương thường sát thương vật lý hb mỗi cấp một cái nón rất là đẹp nha nè ờ, chuyên sức mạnh lõi độc dùng thêm chip độc áo áo theo máu một cách thường sát thương ám thì mình để dần được sát thương thường hb và sức mạnh này đó đây này cũng là xóa một dòng ở trên nha chưa xem clip của anh n này đấy chưa yeah. chưa một điểm nha rồi cái này thì có chi sức mạnh hấp thụ ôm cái áo cộng gì áo cộng tăng cường sức mạnh hắc thần ok Tiếp theo thì phòng thủ tốc độ di chuyển sát thương ám 20 Ủa mày chơi sát ám hả à mày Sát thủ ám à <laughs> Rồi Ok HP mỗi cấp nói chung tốt có kháng vật lý này Kháng vật lý quan trọng này quái đánh sát thương vật lý rất là nhiều Tiếp theo là một cái nhẫn đại tông sư khá đẹp vận rủi lõi độc Sát thương thường sát thương đồng bộ sức mạnh sát thương độc tố 40 sát thương chiều hồi Ồ, sát thương ám này sát thương ám nhiều mày Hiệu khách thác ám mày Rồi và kết thúc là cái di truyền sức mạnh nhanh nhạy trí lực phòng thủ lực công 100 và quả đẹp sát thương độc tố 30 quả ngon đối với một cái người gọi là chơi thùng túy anh em thấy là tỷ cái bạn bạn đúc không có nhiều anh em bạn đúc không có nhiều nếu mà có cái dây chuyền này bạn đúc nhiều mà 57 lần thì vẫn chưa là chưa là nạp tiền anh em nhé 57 là vẫn là bình thường Được anh em anh em thấy là bạn cái đúc rất là thấp hai mấy hai mấy hai mấy thôi mà hai mấy là bình thường này hai mấy là tự cày á tầm nạp tiền là người ta sẽ khoảng khoảng 100 hoặc 200 hoặc là đủ xếp đồ ở đây còn giữ ít đá và ít tài nguyên chỉ có điều là bạn này xài con bé thì hơi tội nghiệp là ban đêm thì nó mới tác dụng mà ban ngày nó đi ngủ à ok đây mình có con bé gì đây chí lực nè chí lực chí lực nhanh nhảy xung quanh ok rồi bây giờ thì chắc là đến với kỹ năng sau đó thì uh... à, à, quên quên mình phải nói cho anh em một cái vấn đề là búp van kira cái này quan trọng mình hay quên cái này xin lỗi anh em đầu tiên thì búp van kira thì mình sẽ nhớ là mình sẽ phải ra bộ cho khu vực xạ thủ xoay thì nó là thương xung kích bắt buộc bắt buộc tới giải thích sau còn tiếp theo là đá máy độc thì mình chơi hai độc luôn nếu chân bản xà luôn cái chiêu này là chiêu lâu á nên là mình sử dụng hợp lý này gắn độc hợp lý ha gây ra chất độc chất độc này nó vẫn tính là bận rủi nó ăn bận rủi đó vẫn ngon tiếp theo thì cái xoay thương xung kích này rất quan trọng tại vì khi mà anh em xoay á thì nó sẽ tích luôn kích luôn cả cái gọi là à, dốc sức đột tiến nếu như đúng thì nó sẽ thế này dốc sức đột tiến thì nó sẽ cộng tốc độ nó cộng sát tương đồng bộ đúng không anh em đây bây giờ mình test nha đầu tiên thì mình sẽ xem sát tương đồng bộ của mình nó sẽ là 64 thì mình sẽ mình phải bấm nhanh nha anh em bấm nhanh nha xoay rồi xoay rồi ok thì nó sẽ lên 124 như anh em thấy ha anh em mới thấy 124 nó mới nhảy theo nè đó, nó sẽ cộng thêm á được chưa nè qua wow. Được rồi chứ rồi thì uh, chắc là mình sẽ kỹ năng kỹ năng đi kỹ năng thì bạn ấy sẽ có 4 điểm vào xuyên thấu nhắm chuẩn nhắm chuẩn giảm phần trăm nhanh nhạy nhưng mà tăng tỷ lệ bọc kích 4 điểm hoàng quan xạ thủ 3 điểm xuyên thấu à xuyên thấu rất quan trọng tại vì khi mà anh em quăng anh em xoay nè thì đáng lý là cái chiêu thức nó sẽ dính một cái quái vật này trước thôi nhưng mà khi mà mình chơi ba xuyên thấu thì cái viên đạn nó sẽ xuyên qua nó giúp cho anh em liên quái rất là tốt cái này xuyên thấu rất quan trọng nha nhiều khi anh em bỏ bê cái chức năng cái chức năng xuyên thấu này quan trọng quá nè xạ thủ thì thỉnh thoảng cũng cần một số đường sẽ cần ha ví dụ rất là trên trời xuống thì nó sẽ không cần nhưng mà đối với cái việc xoay như thế này thì xuyên thấu thì rất là tốt rồi một điểm huấn luyện tính kháng và ba điểm khu vực sản thủ. Nếu như có thể nên đem tăng 4 điểm này cái chiêu này cũng rất là tốt nha. Nhờ cộng sát thương vật lý rất tốt nha. Đây thì bạn sẽ chơi bốn tinh thông độc tính và để mát sát thương điều chỉnh. Thì mùa trước là 350 ấy, nhưng mà mùa này nó bị giảm nên là bây giờ mình mới bú thêm cái cái cộng 4 này vào để cho lên 400 cho nhiều. Rồi bốn điểm hào quang độc tố nên sát thương độc tố, độc tố, độc tố thêm. Ba bình thuốc để nếu mình búp ngon thì sẽ mạnh hơn ha. Một huấn luyện tính kháng, bốn đám mới độc, nó mới độc thì tăng cái sát thương điều chỉnh bất thường này, sát thương bất thường này bắt buộc thông thường là mình sẽ chơi khuôn này dùng trước khi những cái chiêu độc của mình ha dòng xuống trước tiếp theo thì bạn chính thì tăng ba hạt giống dây leo thì cái này nó sẽ gây sát thương độc tố được chưa anh em đánh dấu gây sát thương độc tố chiêu quan trọng nhất mưa tên rừng này thì mình xoay ra thì mình sẽ gây sát thương và mình sẽ xoay theo bận rủi được chưa anh em gây được nhiều sát thương nhất có thể rồi bốn bịch họng thì mình sẽ tăng sát thương tối đa sáu mươi dựa trên mức hp đã mất nếu mà mình mất máu thì mình sẽ tăng sát thương được chưa anh em rồi cuối cùng là thắng lợi trở về thứ này nó sẽ giúp cho anh em đánh quái là nhiều ha ít tác dụng đến boss nhưng mà mùa này thì có thể sử dụng được khi mà mình có chip liệt hồn mình hoàn toàn sử dụng cái này rất là ngon ok rồi về mặt tổng thể thì đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ anh em mình đến này và cũng rất cảm ơn bạn phát bạn phát thì có một cái nick khá là mạnh khá là đỉnh ở bên server thần túy mỗi tội cây nỏ thì xém đẹp ha cây nỏ này anh còn chê đến già <laughs> được chưa anh em rồi để xem còn gì chưa review không bạn kỹ năng vận rủi các kiểu kiểu à điểm full sức mạnh nha anh em full sức mạnh nhá full sức mạnh nhá phun sức mạnh kêu rồi này nọ à có một cái skin rất là xấu nữa rồi trên này skin siêu xấu luôn rồi bye bye hẹn gặp lại nên em trong các lô sau à, anh em có nhu cầu cày thuê hoặc là cày man hay là cày 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 tài nguyên hoặc là anh em uh, gọi là uh, nạp game các kiểu thì bm discord fanpage các kiểu nha bye bye cơ phát lần nữa